Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel game của mình. Sau đây mình giới thiệu cho các bạn con game Mu Bá Vương Chi Lộ các bạn ơi. Thì sau đây thì các bạn sẽ vào cái đường link này, web này cho mình nhé. Sau đó là các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản. Thì các bạn lưu ý là đăng ký cái tài khoản này thì nó sẽ áp dụng luôn trong game. Cho nên các bạn vào game các bạn không phải đăng ký tài khoản nữa. Ở trên này thì các bạn ghi cho mình tài khoản, mật khẩu và số điện thoại, email để lấy lại mật khẩu. Sau khi đăng ký xong thì mình sẽ tiến hành mình đăng nhập. Đó, mình sẽ đăng nhập vào cái trang web này nhé. Đó. Rồi, sau khi mình đăng nhập vào tới đây rồi thì các bạn sẽ bấm vào cho mình vào cái nút Mu Bá Vương Chi Lộ này. Các bạn sẽ nhấn vào nút tải game cho mình. Sau đó thì các bạn chọn Android 1, Android 2, PC thì mình đang dùng giả lập thì mình sẽ tải, nói chung là các bạn cứ tải mấy cái này nhá. Cả iOS thì các bạn sẽ bấm iOS cho mình. Sau khi tải xong được game thì các bạn đăng nhập vào cái web này thì liên hệ cho admin game để nhận được 200.000 kim cương. Thì 200.000 kim cương này thì nó sẽ làm như thế nào thì các bạn sẽ tí sẽ đổi vào trong này cho mình nhé. Thì nhấn đổi thì các bạn sẽ nhấn đổi vào đây. Đó. Thì tí nữa nát mình đổi thì mình sẽ nói sau. Và sau khi tải game về thì các bạn sẽ có là như thế này luôn. Rồi, mình sẽ tiếp tục nha. Rồi, sau khi vào tới đây rồi thì các bạn tiến hành là các bạn đăng nhập cho mình nhé. Thì vừa nãy mình đã làm cái số điện thoại rồi, à cái tài khoản rồi, thì bây giờ mình sẽ ghi lại thôi. Sau đó thì các bạn điền mật mã của các bạn vào đây nhé. Rồi, như vậy thì ok rồi đấy các bạn. Và sau đây thì mình sẽ xác định và mình sẽ vào game thôi. Thì ngày mai thì sẽ có S2 cho các bạn chơi. Thì bây giờ hiện tại mình sẽ review luôn S1. Mai có S2 nhá. 11 giờ ngày mai sẽ có S2. Rồi, sau đó là mình sẽ vào game thôi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình vào game thì các bạn đợi một chút và mình sẽ tí mình sẽ chuyển kim nguyên bảo vào. Các bạn làm nào để có được cái số tiền kim nguyên bảo thì các bạn liên hệ cho admin game nhé. Rồi, mình đã vào tới đây rồi. Bây giờ mình sẽ review luôn. Hiện tại mình mới đang ở VIP 0 thì mình sẽ kiểm tra thư và mình sẽ lấy quà của admin game gửi cho mình nhé. Đây là cái này thì các bạn sẽ được nhận luôn, không phải cần qua admin. Rồi, sau khi xong được cái bước này rồi bây giờ mình sẽ am kim nguyên bảo vào trong game để mình sẽ lên VIP nhé. Thì đây mình đến cái bước này rồi thì mình sẽ nhấn vào đổi kim nguyên bảo thôi. Hiện tại số tiền mình đang có là 200.000 kim cương. Các bạn sẽ bấm đổi kim nguyên bảo, sau đó là các bạn chọn save vào. Thì các bạn sẽ đổi với hiện tại mình đang có đây, mình sẽ bấm vào đây nhá và mình sẽ bấm nạp tiền. Đó, mình đã nạp vào đây và mình sẽ nạp thêm. Rồi, mình còn xem còn dư bao nhiêu nào. Đây, mình còn dư 50.000 kim cương và mình sẽ nạp lốt vào nhé các bạn nhé. Đó, mình bấm vào đây, mình bấm vào nạp.
Thiếu à? Rồi, mình còn dư 5.000 kim cương ở bên ngoài tiền web và mình kiểm tra để mình sẽ nhận nha. Đó, bây giờ là hiện tại thì mình đang có 130 vạn kim cương các bạn này. Rất là nhiều luôn. Thì mình kiểm tra VIP xem là lên được VIP, hiện tại mình lên VIP được VIP 15 rồi các bạn ơi. Khủng chưa? Đó, thì đến cái bước này rồi thì các bạn có thể là mua những các cái vật phẩm rất là giá trị ở trong cái game này. Thì hiện tại mình đang VIP 15, mình xem là mình còn lên được VIP bao nhiêu nữa. Hình như là VIP này là max VIP thì sao ấy. Đó, các bạn thấy phi ok chưa? Nhưng mà trước khi các bạn nhận được cái phi này thì các bạn phải like sub game cho admin game thì các bạn mới có thể là nhận được cái quà như mình có này nhá. Thì các bạn có tiền quét thì các bạn mới làm được vào game. Và tới bước này thì các bạn có thể là nhận đồ đạc vào đây cũng được. Có cái dương này này, cái dương đỏ đỏ mình cũng không biết là cái dương gì luôn. Đấy, thì biết là ra rất là nhiều những các cái đồ đạc vũ khí các bạn mình làm cái nhẫn đi. Rồi, tay đeo nhẫn thì cho nó tăng tấn công lên. Và mình có thêm cái này nữa này. Mình có thể là nhận được hết cái các đồ này. Đến đây thì mình không nhận được nữa rồi. Các bạn có thể là mua thêm chí tôn này cũng được. Thì mình sẽ bấm vào mình mua nha. Chưa được rồi. Rồi, bây giờ mình đã có VIP rồi thì ok rồi, mình VIP 15 luôn các bạn. Rất là xịn luôn. Đây, mình nhận những các cái đồ này. Có cái đồ gì thì mình nhận luôn. Đây, mình xem là cái đồ gì đây. Không biết là cái này mình nhận được các bạn nhá. Rất là nhiều luôn này. Cảm giác của mình nó hơi bị lag hay sao ấy. Cái này nó thích hợp nhiều ở trên máy phone. Mình đang dùng giả lập Android hệ điều hành thấp cho nên là nó không được đồng bộ hóa cho lắm. Đây, mình có VIP 15 rồi các bạn ơi. Rất là thích thú luôn. Phúc lợi để mình xem phúc lợi VIP ấy. Thì VIP 1 mình được thêm một cái hòn đá rất là đẹp này. Mình sẽ nhận lấy luôn. Mỗi ngày ban thưởng VIP này các bạn này. Và VIP 2 để mình xem có cái gì nào. VIP 2 mình sẽ có thăng tinh thạch. Thế rồi là mình có đá. Đá cấp 3 và 50 vạn tiền vàng. VIP 3 mình sẽ có cái gì đây? Đá, toàn bộ là đá nhé. Rồi VIP 4 mình xem có gì đây. Rất là nhiều những các cái loại đá các bạn ơi. Rồi VIP 6 mình xem nào. Có thêm kỹ năng của tọa kỵ các bạn này. Mình lấy luôn. VIP 7 xem nào. VIP 7 có kỹ năng tiềm năng bộc phát của tọa kỵ và 30 cái hòn A ma cấp thăng tinh cộng với lại 20 hòn đá S. Đấy, các bạn thấy quả VIP có nhiều không? Rồi, VIP 8 thì mình sẽ có tướng SS. Rồi, VIP 9 là mình xem có gì nào. Một cái nhẫn luôn các bạn nhé. Một cái nhẫn rất là xịn. Công kích 8.018. Tí mình sẽ mặc luôn. Mặc. Lực chiến của mình tăng cao khủng khiếp luôn. Rồi, VIP này thì mình sẽ có thêm một con thú cưỡi. Thú cưỡi công rất là khủng các bạn. Lực chiến rất là cao. Rồi, và mấy hòn đá nữa. 6 cấp tinh thạch luôn.
Rồi VIP 11 thì mình có tướng S luôn. VIP 12 là mình xem có SP này. Rồi, thơm thế nhỉ. Rồi VIP này thì mình có hòn đá 7. Rất là thơm luôn các bạn nha. VIP 15 mình có quả kỵ này. VIP 10. Ủa. Đến VIP này thì mình có, thực sự là mình có tướng, quà tướng rồi. Rồi thơm luôn. Đó, và mình sẽ quay lại túi. Hiện tại mình có thêm 130 vạn kim nguyên bảo nữa các bạn. Mình nhấn vào đây mình coi xem nào. Mặc luôn các bạn nhỉ. Mình có cánh thiên sứ này. Đây mình thử dùng đi. Nó yêu cầu đẳng cấp 52 thì mình mới có thể sử dụng được. Cái này là kỹ năng của tọa kỵ này các bạn này. Giới chỉ. Mình sẽ đi chạy nhiệm vụ nha. Đó các bạn nhìn thấy con game này ok chưa? Rất là đẹp luôn. Sờ cái con tướng của mình đam rất là khỏe luôn. Và mình sẽ thử tự động mình đánh nhỉ. Cái gì đây? Mình được cái này luôn à? Không biết nhỉ. Mình được VIP vương giả luôn này. Nói chung là trang web đồng bộ rất là ok, các bạn có thể là giao dịch mua bán ắc cũng rất là ok luôn nhé. Đây mình nhận hết cái quà tặng này đi, xem có cái quà gì đây, lấy luôn. Rồi tranh thủ lấy, không thì nhỡ mai nó hết mất. Đây mình lấy cái này luôn, kim cương, xài luôn. Rồi, online ban thưởng mình cũng được nhận quà này. Hiện tại mình đang có 868 vạn và 132 vạn kim nguyên bảo. 132 vạn các bạn ạ. Nó tương đương với lại... Nếu mà tính là 1 vạn thì sẽ là 10.000 kim cương. Nhưng mà thế này thì nó là hơn 1 triệu sao đấy các bạn ạ. Game thì nhạc và du dương rất là hay luôn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Rồi ok, mình sẽ giới thiệu thêm cái hệ thống nạp thẻ của game nhé. Thì các bạn khi đây mình sẽ giới thiệu luôn. Trong lúc các bạn đã có tài khoản thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái chữ nạp thẻ này cho mình. Thì trong cái mục nạp thẻ này thì sẽ có mệnh giá nạp. Thì các bạn có thể là lựa chọn
ATM này, ví Momo là thẻ cào nhé. Thì AD sẽ thẻ cào thì các bạn sẽ xài tự động, còn ví Momo với banking thì các bạn gửi cho admin và admin sẽ chuyển tay cho các bạn. Thì mình sẽ bấm vào cái chữ thẻ cào đây. Thì trong này thì nó có các cái gói, ví dụ là gói 10.000 xu web thì các bạn sẽ bỏ ra là 10.000 Việt Nam đồng, 20.000 xu thì các bạn sẽ có mất 20.000, và 1 triệu xu thì 1 triệu. Thì mới đầu phi cho các bạn là 200.000 đó. Thì sau khi các bạn để mình xem nào, lần lại đi ví nào. Rồi sau khi các bạn có thì các bạn sẽ tiến hành là các bạn sẽ vào và các bạn sẽ đổi cho mình. Đây thì các bạn sẽ vào đổi cho mình ở trong các cái game của MTEM Center. Thì các bạn bấm vào cái game mà các bạn cần đổi này. Với cái hình thức đổi thì các bạn sẽ xài là 10 vạn kim cương thì các bạn sẽ được 15.000. Đó. Lạp 100. À đây là lạp 100 vạn kim cương. Thì các bạn sẽ chi ra số tiền US là 150.000 nhá. Đó. Rất là ngon và rẻ thôi. Ok. Thì đây là cái hệ thống đổi, còn cái hệ thống nhận code thì các bạn có thể là bấm vào đây để nhận code và đổi code. Đó. Đây thì các bạn có thể là vào đây các bạn sẽ lấy cái code cho mình nhé. Thì đây mình thử vào cái code này đi, Cyber On. À mình điều kiện để nhận được cái git code này thì các bạn sẽ nạp được hơn 1 triệu thì các bạn sẽ được nhận. Thì mình quay lại xem nào. Rồi có code tân thủ cho các bạn đây, thì các bạn vào lấy code tân thủ này cho mình nhá. Đó. Đây code tân thủ thì mình sẽ bấm chữ nhận thôi. Rồi xong code tân thủ nhá. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ lấy thêm một cái code, nó code bảo trì website. Thì các bạn vào lấy thôi. Nhận ngay này. Đó, các bạn chỉ cần bấm nhận là ok. Như vậy thì các bạn đã có rồi. Và mình sẽ không còn code gì nữa. Code này thì điều kiện là các bạn tích nạp 250.000 thì các bạn sẽ nhận được cái code này nhá. Ồ, code này thì mình sẽ được nhận 500.000 kim cương các bạn ạ. Thơm, thơm cực kỳ luôn. Nhưng mà các bạn phải donate cho admin thì mới có thể là nhận được cái code này. Ok. Tiếp nào. Rồi, sau khi mình nhận code xong rồi thì mình sẽ vào đây mình lấy quà thôi. Để mình coi nhá. Úi trời ơi, mình được 33 bạn đấy các bạn. Lấy luôn. Mình bấm nha. Đó. Ồ, hiện tại mình đang có 553.501 kim cương quá luôn. Rồi, code này thì mình sẽ được cái sử dụng, có thể đạt được 2 giờ offline treo máy thời gian, rất là ngon luôn. Đó, mình sẽ lấy cái code này. Rồi, mình đã sử dụng xong. Và mình giờ là mình sẽ trải nghiệm game thôi. Nhưng mình thấy như này thì rất là ok rồi. Đó các bạn thấy game này mắc giải trí luôn, chơi cực kỳ là hay. Trưởng pháp thì rất là ok luôn đấy các bạn. Hiện tại mình mới đang là tân thủ thôi. Tí nữa mình vào thành thì sẽ rất là đông người ở đó mà.
mình sẽ gia nhập bang hội để chinh chiến. Rồi, thời lượng review của mình cũng dài rồi, mình sẽ xin kết thúc cái review ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những các cái game tiếp theo. Tạm biệt các bạn, bye bye.